Có nhiều người như Luật thì mẹ nấu ăn rồi thì thích nấu ăn, học từ mẹ. Còn tôi thì lớn lên không có được lucky để mà có nhiều đồ ăn để mà nấu cho mẹ tôi, nấu cho tôi ăn. Nhưng mà từ khi tôi có con rồi thì rất là quan trọng cho tôi có những bữa cơm gia đình. Tôi rất là thích những cái lời khen của con tôi dành cho tôi. Cho nên tôi cố gắng nấu, nhưng mà chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ đi thi hay này nọ. Chào chị. Chào. Nhìn chị rất thời trang với cái mũ. Cảm ơn. Tại vì nóng quá đi chợ Bến Thành mua một cái. Thế ạ. Dạ. Chị có 5 phút để thực hiện món ăn của mình. Ok, cảm ơn anh. Chị nấu món gì chị? Chị làm món curry laksa à? Cái món đấy có chuẩn bị có mất nhiều thời gian không chị? Cái đây món đây thì thực sự rất là nhanh anh, nhưng mà cái thời gian làm lâu là do cái thời gian mình làm cái pace của nó thôi. Còn không thì rất là nhanh. Rất là dễ cho trong gia đình. Nếu như các bạn ở nhà có thí dụ những đồ ăn thừa, thịt thừa ngày hôm qua hoặc cái gì cũng có thể bỏ vô được. Cho nên cái món này tôi làm nhanh cho con của tôi đi ăn để mà đi học, có những ngày bận rộn có thể rất là khó có thời gian để mà chuẩn bị một cái bữa ăn cho gia đình. Chị đến từ đâu? Chị đến từ Canada. Canada. Dạ. À. Chị làm ngành gì? Chị là quản lý cho một cái công ty mua bán hột xoàn đá quý, Oh kim loại quý. Chị có về Việt Nam thường xuyên không chị? Lần đầu tiên về Việt Nam là hồi tháng 3 để mà đi phỏng vấn cho cái MasterChef này. Ôi Tại thế vì hả? sometimes thỉnh thoảng cái cuộc đời mình có cái công việc làm ăn tốt, mọi thứ mình không có suy nghĩ để đi đi đây đi đó để làm cái gì. Nhưng mà tại vì cũng có một bữa đó nói chuyện với đứa con gái lớn về cái chuyện trường học đại học nào nó sẽ lựa chọn nó đi, thì nó mới hỏi mi là nó mới hỏi chị là mẹ, nếu như mẹ phải làm một cái công chuyện gì đó trong cuộc đời của mẹ, mẹ thích thì ra cái gì, cái đó sẽ là cái gì, job gì. Thì sau khi suy nghĩ xong rồi chị mới nói là mẹ nghĩ chắc mẹ muốn cục quá. Ước mơ của chị là gì? Chị thiệt sự chị I can really cook look. Yeah. Yes. Chị rất là thích nấu ăn. Lý do mà tôi tham gia cái chương trình Vua Đầu Bếp kỳ này là tại vì tôi cũng muốn có sự thay đổi. Thiệt sự ra tôi rất là thích nấu ăn. Mọi người đến đây là ai cũng yêu thích nấu ăn cả. Nhưng mà tôi có thể nói là tôi là người thích nhất. And khi chị ở trong cái kitchen chị nấu, chị không nghĩ vào anything else. Nhưng chị chỉ có muốn là xong cái job của mình rồi làm cho xong cái job. Oanh cũng có thể phần nào hiểu được cái cảm xúc của chị, tại vì Oanh cũng rất mê nấu ăn. Chừng nào mà anh ở trong nhà bếp á, là gần như là mình không có muốn có người phụ giúp. Mình rất tập trung đến độ mà mình không quan tâm xung quanh diễn ra như thế nào. Cảm ơn chị. Món ăn của chị hết giờ. We love you, Luke. Oh, thank you. Thơm á chị. Ngon. It's good. Chào chị. Em nhìn từ xa em thấy thấy ngon rồi hả? Em thấy rất hấp dẫn. Ông xã của tôi nói với tôi là tôi rất là dễ bị dụ. Ai mà nói với tôi là nấu ăn ngon, khen một tiếng là ăn chết luôn. Nấu cho ăn không có kịp mà nghỉ luôn. Cảm ơn chị rất nhiều. Thích không em? Ngon lắm chị. Ờ, rất thank ngon. You. Dạ Thank vâng. you. Em rất là nôn ăn món này. Tại vì chị có biết đây là món yêu thích của em. Oh really? I'm lucky. I'm lucky day. Is it good? Rau ngon lắm. Chị chọn rau rất ngon, nước và chọn rau vừa phải. Cái combination của rau này, một chút rau kia, một chút cái combination của cái rau ở trên rất là ngon.
chị dùng cái nước dừa là nước dừa tươi hay là hộp em, chị? Chị dùng nước lon, tại vì ở đây không biết cái nước tươi làm sao em cái sạch sẽ, người thấy đi ra chợ thấy người ta không được sạch sẽ mua lon. Em thấy chị có một niềm đam mê nấu ăn rất là mãnh liệt. Và em cảm thấy rằng là con của chị và chồng của chị rất là may mắn. Tại vì đó là cái món laksa ngon nhất mà em từng ăn. Thank you, I'm grateful. 100% em đồng ý. Món ăn đẹp, hương vị rất ngon. Và chị là một người có khả năng nói chuyện thật là có duyên. Em đồng ý với chị. Rất là hồn nữa, cảm ơn. Laksa của chị là mùi vị là giống hệt laksa của mẹ của em. Vì mẹ em làm laksa xuất sắc luôn. Em cũng đồng ý. Thank you. Chúc chị may mắn hơn vào những vòng sau. Thank you. Đồng ý không anh? Không, chúc em April. Thank you. Đối với tôi, những cái lời nói từ những cái người mà đã có những cái kinh nghiệm như anh Lức trong cái nghề food hay là những giám khảo khác, tại vì người ta đã được thử rất là nhiều cái nơi ngon này nọ, thì thật là tôi thấy là this is a great compliment cho tôi. Bye bye. Chúc mừng chị. Yeah, put this on. Okay, cool. Okay, you can put that on. Go celebrate. Enjoy. Congratulations. Chúc mừng anh. Thank you. Xin lỗi là em rất là thích món này và cho em nếm thêm miếng nữa. Nấu giỏi quá, bạn nấu giỏi quá. Bạn này bạn nấu giỏi quá. Bạn nấu giỏi quá. Để nấu được một cái món ăn ngon, không phải là tự nhiên nấu mà được ngon, phải là practice, nấu over again. Tôi đã nói với mọi người, nói với con cái của tôi rồi, nếu như chưa thật sự mà yêu thích và thật sự là có thể làm được thì nó sẽ show.